Vũng Tàu thiên đường biển xanh, chỉ cách Sài Gòn 80 km. Tại đây chúng tôi tự hào kiến tạo nên một môi trường an cư hiện đại và phồn vinh. Chào mừng đến với La Vida Residence, nơi trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn mới. Tọa lạc mặt tiền đường 3 tháng 2, sở hữu vị trí đắc địa ngay cửa ngõ thành phố Vũng Tàu, chỉ cách biển 500 m. Dự án được phát triển theo mô hình đô thị xanh với khuôn viên dự án lên đến 34,7 hecta. La Vida Residence hứa hẹn sẽ là một thiên đường để sống, làm việc và nghỉ dưỡng. Bước vào dự án, bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được nhịp sống đô thị đặc trưng với dãy nhà phố thương mại shop house sầm uất, nơi mọi tiện nghi ngay ngưỡng cửa, sẵn sàng phục vụ cư dân. Nơi chất lượng sống được đưa lên hàng đầu cùng tiện nghi hoàn hảo cho cả gia đình bạn, một ngày sinh hoạt thật trọn vẹn. Đi cùng là những hoạt động thường nhật thú vị, mang đến cho bạn một phong cách sống năng động hiện đại. Dự án còn dành riêng một khu sáng tạo cho con trẻ tha hồ tư duy và tạo nên những tác phẩm độc đáo. Như bước vào khu vườn rộng lớn với thảm xanh trải dài lên toàn bộ khu dân cư. Đặc biệt, La Vida Residence tiếp giáp hai hồ điều hòa lên đến 9,1 hecta. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp cảnh quan và giá trị sống đỉnh cao tạo nên những căn biệt thự sang trọng. Những dãy phố xinh đẹp bao quanh đủ đầy tiện nghi, sẵn sàng cùng bạn xây dựng tổ ấm, mở ra những cơ hội kinh doanh vô cùng tiềm năng, khẳng định khái niệm khác biệt về tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm những chuỗi ngày hạnh phúc và chia sẻ từng cung bậc cảm xúc là điều vô giá. La Vida Residence, phong cách sống hiện đại giữa lòng thành phố biển Vũng Tàu.